Bé gái phẫu thuật mặt khi 14 tuổi, đập đi xây lại 300 lần giờ ra sao sau 17 năm. Sau 17 năm với 300 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, nhan sắc hiện tại của Ngô Hiểu Thần khiến nhiều người suýt xoa. Năm 2006, trong một cuộc thi người mẫu ở Trung Quốc, Ngô Hiểu Thần, Abby, đã giành vị trí Á quân. Ai cũng trầm trồ trước vẻ ngoài xinh đẹp của Ngô Hiểu Thần. Tuy nhiên sau đó, những thông tin về quá khứ phẫu thuật thẩm mỹ của Ngô Hiểu Thần cũng được lan truyền và khiến nhiều người bất ngờ. Chi tiết gây sốc nhất với công chúng, đó là Ngô Hiểu Thần đã có cuộc phẫu thuật thẩm mỹ đầu tiên khi mới là cô bé ở tuổi dậy thì, 14 tuổi. Tại sao một cô bé còn đang ngồi trên ghế nhà trường lại đi vào con đường giao kéo sớm như vậy? Điều đó có liên quan rất lớn đến mẹ của Ngô Hiểu Thần. Mẹ của cô bé là một phụ nữ rất xinh đẹp. Bản thân bà cũng đã nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ để có được vẻ đẹp đó. Mẹ Ngô Hiểu Thần gần như bị ám ảnh bởi vẻ ngoài không hoàn hảo. Không những thế, bà còn muốn con gái mình cũng phải thật xinh đẹp. Bà cho rằng, xã hội hiện nay là xã hội trọng vẻ ngoài, chỉ cần có nhan sắc xuất chúng thì bạn làm việc gì cũng dễ dàng hơn rất nhiều và nhanh chóng thành công. Chính vì thế, năm Hiểu Thần 14 tuổi, mẹ cô bé đã đưa con gái đi thực hiện cuộc phẫu thuật đầu tiên trong cuộc đời. Không nghi ngờ gì, việc làm của mẹ Ngô Hiểu Thần lập tức nhận về nhiều sự chỉ trích từ những người xung quanh. Nhưng chính bản thân Ngô Hiểu Thần lại trở nên yêu thích việc giao kéo từ đó. Những năm tiếp theo, Ngô Hiểu Thần thường xuyên thực hiện các lần phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhỏ khác nhau. Ngoại hình của Hiểu Thần vì thế mà thay đổi theo thời gian, chủ yếu cho phù hợp với thị hiếu của công chúng. Sau 15 năm, tổng cộng số lần bé gái này đụng dao kéo vào cơ thể mình lên đến 300 lần, tiêu tốn khoản tiền 4 triệu nhân dân tệ, hơn 12 tỷ đồng. Hiểu Thần thừa nhận không phải lần phẫu thuật nào cũng thành công và thuận lợi. Mặt cô từng bị biến dạng, những vết thương phải mất hàng tháng mới lành hay da bị kéo giãn đến mức có thể thấy nhìn thấy ánh sáng xuyên qua theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên, những rủi ro này chưa bao giờ cản bước Hiểu Thần, cô vẫn miệt mài tìm kiếm những bác sĩ có thể khắc phục biến chứng và tiếp tục làm những thủ thuật mới. Khi công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, Hiểu Thần thừa nhận cô là con nghiện dao kéo và cũng mong muốn mọi người nên tìm hiểu thật kỹ những rủi ro liên quan. Cô khuyên phái đẹp không nên dấn thân vào con đường phẫu thuật thẩm mỹ quá sớm như trường hợp của cô. Hãy suy nghĩ thấu đáo về việc thay đổi nhan sắc của mình. Phẫu thuật thẩm mỹ có thể tô điểm thêm cho hình dáng bên ngoài của tôi nhưng nó không giúp cuộc sống của tôi tươi đẹp hơn, Hiểu Thần nói. Qua quá trình đau đớn và tốn kém đó, hiện tại Ngô Hiểu Thần đã sở hữu một nhan sắc đỉnh cao khiến nhiều người phải suýt xoa. Hiểu Thần cũng trở nên nổi tiếng và thành công trong sự nghiệp người mẫu với khuôn mặt đẹp cùng thân hình hoàn hảo. Cô đã kiếm được rất nhiều tiền từ quảng cáo. Hộ chiếu sẽ được thay đổi từ mùng 1 tháng 1 năm 2023 như thế nào?